Đấy như mấy chú ấy à. Chào anh nhá, có đi gì anh nhỉ? Thứ nhất là mình kiểm tra cho anh đây là xe anh bao tấn. À không, bây giờ là kiểm tra xe tấn hay là anh dừng xe có việc gì không? Đúng rồi, anh kiểm tra phải xe tải hay không? À ta. Đúng không? Để sao bạn nếu mà xe tải là không đi vào đấy đâu. Nhưng mà nếu mà xe tải thì em lại không đi vào đấy rồi. Anh kiểm tra đăng kiểm anh biết được, đúng không? Mà đăng kiểm anh kiểm tra nào? Bây giờ anh dừng xe có việc gì? Anh thì kiểm tra đăng kiểm ở xe tải hay không thôi. Anh kiểm tra hành chính à? Kiểm tra em phải xe tải. Bây giờ là lỗi là kiểm tra hành chính. Anh chỉ kiểm tra xe là xe tải hay không thôi. Anh hiểu chưa? Nếu xe tải thì không đi vào làm đấy đâu, em hiểu chưa? Anh bắt thì anh nhìn cho bây giờ đi. Anh kiểm tra đăng kiểm biết rồi em ạ. Anh kiểm tra đăng kiểm của em, nếu mà em không mở xe tải thì em mời em đi. Bây giờ nha, nếu mà anh kiểm tra hành chính thì anh cho xem chân đề, còn nếu mà anh không thì anh phải... Đây, là anh cho xem. Thế là em không biết rồi. Đấy, anh sẽ cầm chân. Kiểm soát này. Tất cả. Nếu mà em không hiểu thì em lại không đi vào đấy, anh hiểu không? Đấy thì anh bảo kiểm tra mỗi kiểm định của em thôi, hiểu chưa? Có sổ kiểm định của em có phải xe tải hay không thôi. Nếu mà không phải xe tải thì mời em đi tiếp, chưa? Đấy em đánh anh phải nhìn cái sổ kiểm định biết được chưa, đúng không? Đúng không em? Thôi rồi. Anh nói thế thôi em thừa hiểu rồi, đúng không? Rồi rồi, anh cầm em. Cầm em. À đây anh nhầm rồi, đấy bảo hiểm. Đúng không? Còn bên phía trong là cầm xe tải thôi, hiểu chưa? Thì anh sẽ kiểm tra em phải xe tải hay không, nếu không phải xe tải. Rồi, anh xem đi. Hiểu chưa? Em hiểu vấn đề như thế. Xe chở 125 đúng không? Vâng, rồi mời em đi tiếp. Đơn giản thế thôi mà em cứ làm trò gì đúng không?